Sau hơn một tuần cấp cứu điều trị tích cực tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, hai bệnh nhi ở xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân bị ngộ độc đã qua cơn nguy kịch. Sức khỏe cả hai bệnh nhi đang hồi phục tốt. Đến nay, cả hai bệnh nhi đều đã tỉnh táo, không còn phải hỗ trợ hô hấp. Chức năng tim cũng đã cải thiện và ngừng các thuốc hỗ trợ tim mạch. Các bệnh nhi đã có thể ăn uống qua đường miệng với chế độ sữa kết hợp với nuôi dưỡng tĩnh mạch. Chức năng gan cũng đang có xu hướng hồi phục. Lúc mà đưa cháu đi nhập viện, đúng là gia đình hoang mang, suy sụp. Lúc đấy là bối rối, chỉ cầu mong sao cho con nó gặp thầy, gặp thuốc để con với cháu không sao hết, để trở về với gia đình. Sau những ngày đấy thì đúng là con tôi vượt qua được như này là hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng. Trước đó, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp nhận hai bệnh nhi trong tình trạng hôn mê, hội chứng não cấp, rối loạn nhịp tim nặng, suy đa cơ quan, theo dõi ngộ độc không rõ loại. Ngay lập tức, các bệnh nhi được cấp cứu theo phác đồ xử lý ngộ độc cấp, đồng thời tiến hành lọc máu liên tục và thay huyết tương, hồi sức hô hấp tuần hoàn, dùng nhiều thuốc hỗ trợ tim mạch, dinh dưỡng nuôi qua đường tĩnh mạch, bù nước điện giải, truyền máu và các chế phẩm của máu. Bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã hội chẩn liên tục với tuyến trên, thống nhất phác đồ điều trị và hội chẩn với các chuyên khoa của bệnh viện phối hợp cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân. Trước đây chúng tôi còn đã điều trị nhiều bệnh nhân nguy kịch khác. Cứ mỗi lần các bé vượt qua được nguy kịch thì cảm xúc rất là hạnh phúc. Chúng tôi cảm thấy xúc động khi được tiến triển, sự hồi phục kỳ diệu của các cháu. Bệnh viện huy động tối đa về nhân lực cũng như nguồn lực để phục vụ bệnh nhân được kịp thời. Đó là đặc biệt là cái nhân lực về hồi sức cấp cứu cũng như là các hệ thống máy móc, trang thiết bị và thuốc men để cấp cứu bệnh nhân. Bệnh nhân được cấp cứu kịp thời ngay tại giường bệnh, kể cả chụp phim siêu âm tại giường để cứu sống được hai trường hợp này, thì có một cái sự phối kết hợp và nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, đặc biệt là có cái khoa hồi sức cấp cứu, cũng như sự phối hợp các cấp các ngành và có cái sự hỗ trợ của các cái bệnh viện tuyến trung ương. Hiện hai bệnh nhi đang tiếp tục được theo dõi, điều trị tích cực. Dự kiến các bệnh nhi có thể xuất viện trong tuần tới.